Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Mão là một trong những người tuổi được lộc vào tháng 7 cô hồn. Những người tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ làm gì cũng cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng, không bao giờ tùy tiện, nóng vội đưa ra những quyết định của mình. Họ tự mình tạo ra niềm vui cho cuộc sống, lấy những người thân họ yêu quý là động lực để cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống. Sự cố gắng của những gia chủ tuổi Kỷ Mão sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng cô hồn này. Trước khi theo dõi chương trình, quý vị hãy đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ có khát vọng lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lô mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Kỷ âm thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt là kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mão. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho các bạn tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những bạn Kỷ Mão hiện còn đi học, tháng này sẽ rất tốt để bạn làm quen với môi trường đại học và các kiến thức mới. Thời gian trước, bạn siêng năng, chăm chỉ cũng sẽ được đền đáp bằng những điểm số cao, những ghi nhận từ thầy cô. Với các bạn Kỷ Mão đã đi làm, trong tháng 7 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Các bạn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Trong tháng 7 âm lịch, với những diễn biến giúp công việc luôn khởi sắc, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vất vả, nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được điều mà mình mong muốn. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Kỷ Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật, bao gồm các họa tiết của nhà Phật. Bên trong có kèm theo chú Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mang theo bên mình sẽ giúp các bạn khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Đặc biệt vật phẩm này được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng đúng theo ngày tháng năm sinh của bạn.
nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Quý gia chủ có tài lộc, không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải chú ý, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng 7 âm lịch, những người tuổi Kỷ Mão có nguồn thu nhập khá dồi dào. Các bạn làm việc tốt nên sẽ có cơ hội được tăng lương trong tháng này. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Các bạn biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tử nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bạn tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến cho số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung nhưng nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Bản mệnh có sức quyến hút của riêng mình, không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều mà cũng có thể. Không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều gì mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động. Người độc thân hãy sẵn sàng để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Hãy gạt hết những chuyện đã qua, hướng về tương lai mới tươi sáng và bạn sẽ có được hạnh phúc mình mong chờ. Với các cặp đôi, bạn cần phải bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn nữa, đừng để đối phương cảm thấy bản thân chỉ cho đi mà không nhận lại gì. Chớ lý trí quá mức trong chuyện tình cảm, đây là chuyện cần đến cảm xúc. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Mão có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Các bạn có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Kỷ Mão hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những bạn tuổi Kỷ Mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của các bạn tuổi Kỷ Mão không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, tinh thần của bạn không được tốt. Bạn gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tử vi tháng 7 âm lịch nhắc nhở bạn trở nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Các bạn tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn tuổi Kỷ Mão. Quý vị thân mến, trong chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Kỷ Mão trong tháng 7 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của Thầy Gia Cát, ứng dụng vào trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn.
Trong phần tiếp theo của chương trình, Khinh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Kỷ Mão, Nạp Âm, Sơn Đầu Hỏa. Tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày 10 tháng 7, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, có Nạp Giáp, Đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bạn tuổi Kỷ Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 18 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Tuất, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7, tức ngày 30 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tuất, Nạp Âm, Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây Kinh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hôn, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.